sâu này kia. Anh thương em hơn anh mà tìm cớ sao hoài này kia. Có biết cho lòng anh đã mơ từng phút vui buồn cùng sĩ Yến Xuân. Và thay mặt ban tổ chức, Minh Ngọc xin được bày tỏ niềm tri ân đối với chị bằng một bó hoa.
Cảm ơn chị rất nhiều.